Tả gia Hảo, bây giờ hãy cùng học tiếp bài 37 tương với phần 2 bài 22 quyển 2. Đi 37 cửa. Đầu tiên hãy hỏi em có sở thích gì? Nguyên văn là em có cái gì sở thích? 你有什么爱好? Bây giờ là từ kinh kịch. 京剧. Chiêng. Chiêng. Chuy. Chuy. Chiêng chuy. Chiêng chuy. Kinh kịch Trung Quốc. Trung Quốc kinh chuy. Trung Quốc kinh chuy. Xem kinh kịch. Khán kinh chuy. Khán kinh chuy. Rất ít xem kinh kịch. Khấn sáo khán kinh chuy. Khấn sáo khán kinh chuy. Sở thích của em là xem kinh kịch. 我的爱好是看京剧。 我的爱好是看京剧。 Hãy hỏi lại, em có sở thích gì? 你有什么爱好? Sở thích của em là xem kinh kịch. 我的爱好是看京剧。 我的爱好是看京剧。 Bây giờ là từ thích. 喜欢. Xỉ. Xỉ. Khoan. Khoan. 喜欢. 喜欢. Thích hay không? Hãy nghe và nhắc lại. 喜不喜欢? 喜不喜欢? Cậu có thích anh ta hay không? 你喜不喜欢他? 你喜不喜欢他? Không thích xem kinh kịch. 不喜欢看京剧. 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 Hãy hỏi lại, em có sở thích gì? 你有什么爱好? Sở thích của em là xem kinh kịch. 我的爱好是看京剧. 我的爱好是看京剧. Em thích xem kinh kịch. Lên giọng ở cuối câu để biểu đạt nghi vấn. 你喜欢看京剧. 你喜欢看京剧. Bây giờ là từ cực kỳ, âm Hán Việt là phi thường. Phây tráng. Phây. Phây. Tráng. Tráng. Phây tráng. Phây tráng. Ở bài này, từ này sẽ dịch nguyên nghĩa Hán Việt là phi thường, để dễ phân biệt với các từ khác có nghĩa tương tự. Phi thường đẹp mắt, cực kỳ đẹp mắt. Phây tráng khó khăn. Phây tráng khó khăn. Phi thường thích hợp, cực kỳ thích hợp. Phây tráng hợp sự. Phây tráng hợp sự. Phi thường thích. Phây tráng xì khoan. Phây tráng xì khoan.
phi thường không thích, cực kỳ không thích. Phi chẳng bù xí khoan. Phi chẳng bù xí khoan. Hãy hỏi lại em có sở thích gì? Nǐ yǒu shěme ài hào? Sở thích của em là xem kinh kịch. 我的爱好是看京剧。我的爱好是看京剧。 Em thích xem kinh kịch. 你喜欢看京剧。你喜欢看京剧。 Phải ạ, cực kỳ thích. 是啊，非常喜欢。是啊，非常喜欢。 Bây giờ là từ hát. Chàng. Chàng. Âm Hán Việt là sướng. Hát kinh kịch. Chàng kinh kịch. Chàng kinh kịch. Học hát kinh kịch. Xuế chàng kinh kịch. Xuế chàng kinh kịch. Em còn muốn học hát kinh kịch. 我还想学唱京剧. 我还想学唱京剧. Hãy nhắc lại một lần nữa, em có sở thích gì? 你有什么爱好? Sở thích của em là xem kinh kịch. 我的爱好是看京剧. Em thích xem kinh kịch. 你喜欢看京剧. Phải ạ, phi thường thích. 是啊，非常喜欢. 是啊，非常喜欢. Em còn muốn học hát kinh kịch. 我还想学唱京剧. 我还想学唱京剧. Dự định mời một giáo viên dạy em. 打算请一个老师教我. 打算请一个老师教我. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một bát canh trứng gà. 一碗鸡蛋汤. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. 一共16块5毛. Ở tầng 18 cửa 1. 住18楼一门. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. Mã hiệu trưởng hoan nghênh anh. Của mình rất cũ. 我的很旧. Một lọ nước hoa. 一瓶香水. Cái xanh lam. Lán đỡ. Cửa hàng. Sang tiền. Luôn ở ký túc xá. Dùng giải sủ sửa. Nhận gửi email. Show file email. Đang nghe nhạc đấy. Hãy dùng trần dài để nhấn mạnh hơn. Trần dài thinh y yue nè.
Môn văn hóa và môn thể dục. Văn hóa cửa hợp thí dụ cửa. Thay mình mua mấy cái tem. Thì tôi mấy chỉ trang yếu phiểu. Làm phiên dịch cho bọn họ. Kể tham mần tăng phai y. Không vấn đề gì. Mấy vấn thí. Loại màu đậm hay là loại màu nhạt? Sơn yến sửa đờ hay sử chén yến sửa đờ? Quá béo rồi, quá rộng rồi. Thải phấy lợ. Lại thử một chút, thử thêm một chút. Zài sử sử. Zài sử sử. Đẹp mắt, dễ nhìn. Hào khăn. Vừa hay là sinh nhật. Rằng hào sử sinh rư. Chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức. Chuẩn bị cử hành. 7 giờ tối. Hoàn sang 7 điểm. Tan học. Xả cửa. Sau bữa cơm trưa thường đến chỗ bạn bè. Ủ phản ý hậu chẳng chẳng chùy phấn yếu nở. Tắm, giặt quần áo. Xí rào, xí y phủ. Sau đó xem một chút TV. Ráng hậu khăn khán điện sử. Các em học sinh. Thống xuế mẩn. Giáo viên năm nhất. Y niên chí tờ lão sư. Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu chén chí hớ sẵng chơ. Cần đem cơm trưa, phải đem cơm trưa. Yào đài ủ phản. 7 giờ một khắc đúng giờ xuất phát. 7 điểm một khắc chuẩn xứ xuất phát. Mời mọi người bàn luận một chút sở thích của bản thân. Xin đại gia thán thán tự kỷ đỡ ai hào. Để em nói trước đi ạ. Rằng ủa xin xua bà. Cực kỳ thích hát kinh kịch. Phê tráng xí hoan chẳng kinh kịch.